Đây có lẽ sẽ là khu nhà ở. Đây là nhà. Ở dưới kia là cái hồ. Đằng sau có hồ kia là ao sen. Lười đi quá. Đây, khu đồi, cảnh quan. Ở kia là khu nhà vệ sinh với cả khu nhà bếp. Trong kia có thể thấy là mình thấy ít nhất là hai bình ga to. Bếp nấu các kiểu. Đi qua một tí cho vui nhá. Mình có vào rồi. Đây là không gian của Lộc. Lộc thích điều này, có lẽ thế. Đây là phần ngói, máy quạt, bếp, tủ lạnh đựng bia. Kia là tủ lạnh đựng rượu. Thớt chặt cá. Đây là lối đi, có lẽ có là hình như mình nghe đâu là lát cái đường này ra có viết tập đây này. Đấy, lát hết cái đường này. Xem cỏ, cắt hết cỏ đi. Ok. Đây là cái cây cao. Đây là khu nhà bếp lại đấy. Đây là nhà gì không biết nữa. Đây là trục đường dẫn diện, đường cái. Rất nhiều cây. Đi trên đường nhỉ. Ôi, bàn này tối nay ngồi uống cà phê thì hết sữa. Chỗ này nay ngồi uống cà phê ngon tuyệt vời. Ui, có cái quầy cái gì quầy ba ấy nhỉ. Đây nào. Wow. Đấy, hồ nước kìa kìa. Anh em nào thích nước thì nhảy tùm đấy. Đặc biệt ca cộng phục vụ cho đấng mày râu mê ông đá. Chỗ này là khu biết là nhà gì nhưng mà nó là cái nhà đấy. Cỏ này thì do lâu ngày không được chăm, cái khu này không được chăm nom gì, cỏ cũng mọc hơi nhiều. Dự kiến là sắp tới sẽ được cắt trụ rồi. Đây là khu nhà ở, khu nhà ở trước cái nhà này là nhà ở nha. Đây là cửa, một cái cổng nữa rất tuyệt vời. Ủ rơm này. Nhà không à, xây hơi đẹp. Cây cối các kiểu, bưởi. Qua có bưởi không? Sau thái hồ cho đậu đậu. Thái hồ đậu đậu thích điều này. Đấy. Nhổ mãi mà không hết. Đây. Đây là nhà khách. Đây là để xem. Đây là cái xoài phục vụ cho những thám có tinh thần ẩm thực. Lộc lại thích điều này rồi. Uầy, chỗ này mà chất in thì hại lắm ấy. Bức tường chất in thần thánh. Nhưng nhà nào chụp ảnh thì thôi. Đấy. Bây giờ đây là có xoài này. Đây là cây dừa này. Và đây cái cổng chính là sắp sửa mình sẽ xây một cái cổng để là tâm Việt kiểu kiểu như đấy, xong rồi làm logo to hơn nhiều Quy Nhơn rồi đấy. Nó đó là khu nhà ở rất là yên tĩnh. Buổi chiều mà nghe nhạc làm bát cà phê ngồi ngắm sẽ đời tuyệt vời.